hơn. Giờ mình um lá cách nghe cả nhà. Giờ mình rửa nghe cả nhà. Rửa cái gì không? Mình rửa cái cách rồi luôn rồi nè cả nhà. Tại vì hôm qua nay mình rửa rồi, giờ mình rửa lại nữa. Lâu lắm mình không ăn nước cơ, ăn dừa. Được chưa? Rồi cả nhà mình phi tỏi nha. Tỏi thơm mình nghe cả nhà, mình để lương vô để cho nó săn cái mình. Vô thấm. Cái này ăn miếng bột ngọt à, chứ để sao không về để bột ngọt nữa nó không. Cho nó sâu lên chín lá cái để lá cách vô. đã cắt luôn nha cả nhà. Cái gì dữ rồi. Chế nó cốt nhất vô nha cả nhà, cái nó sâu lên cái mình nhắc xuống à, tại vì lá cách. Lá cách chín rồi nha cả nhà. Bây giờ mình múc ra nha.